Zika Audio, nghe chưa đủ, thấy xác tin. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh YouTube Zika Audio. Vâng, hôm nay Zika Audio sẽ làm một cái video chia sẻ đến tất cả các bác bạn miền Tổ quốc. Vâng, thì hiện nay trên thị trường có rất là nhiều dòng vang để xử lý tín hiệu nhạc để cho chất âm hay nhất và tốt nhất. Thì hiện tại đang song hành trên thị trường đó là hai dòng, đó là dòng vang số và dòng vang cơ lai số. Vâng, để phân tích cho các bác cách chọn hợp lý nhất và sử dụng thuận tiện nhất, thì đầu tiên em sẽ giới thiệu chi tiết về cái dòng vang số để các bác so sánh trên thị trường hiện nay có những dòng nào dễ sử dụng. Vâng, thì đầu tiên đó là về dòng vang số. Vang số về cơ bản xử lý chất nhạc cũng rất là tốt, cái điều đó thì không thể phủ nhận được, xử lý nhạc rất tốt. Và tất cả những xử lý nhạc bằng tất cả toàn bộ là chip số và bằng phần mềm. Và bây giờ hiện tại trên thị trường cũng rất là nhiều dòng vang số các loại, nhưng để tiếp cận đến khách hàng và được sử dụng rộng rãi thì vang số lại có một cái nhược điểm. Nhược điểm mà hầu như là rất là nhiều người không thể can thiệp được, đó là phải biết chỉnh, căn chỉnh cái vang số đó thật hay, thật đúng những thông số so với cái bộ dàn của gia đình, thì không phải ai cũng làm được. Vâng, khi các bác muốn mua một cái vang số thì thông thường các bác đến tận một công ty A, một đơn vị B nào đó mua một cái vang số, thì ở bên đó sẽ setup cho các bác thật hay, thật hoàn hảo với cái chất âm mà đáp ứng được cái tai mà của các bác đánh giá gọi là tốt. Vâng, thì cái đó không thể phủ nhận được ạ. Vâng, một chuyên viên kỹ thuật người ta sẽ setup rất tốt. Nhưng khi các bác không hiểu được vấn đề đó là ở một đơn vị A setup cho các bác tốt rồi, với những hệ thống thiết bị âm nhạc được hỗ trợ rất là nhiều đó, thì các bác ở đó nghe cảm thấy rất là hay. Nhưng khi các bác mang về thì nó nảy sinh ra một cái vấn đề nó rất là lớn, đó là nó lại không phù hợp với lại cái dàn karaoke gia đình nhà bác hiện có. Ví dụ ở đơn vị A sẽ đắp cho các bác những cái đôi loa full, một bát 30 gồm một chiếc kèn, thì các bác nghe rất hay. Nhưng khi về các bác thì lại có những đôi loa BMB hay là những đôi loa JBL, nó lại không phù hợp với những cái giải tần, những cái bộ cài đặt của đơn vị A đã setup cho các bác, thì nghe nó lại khác hoàn toàn so với các bác đã nghe tại đơn vị A. Và các bác không được hiểu, không hiểu được rằng nó không hề phù hợp. Vì thế mà các bác lại muốn can chỉnh, can thiệp với cái vang số mà các bác đã sở hữu, thì nó lại đòi hỏi một cái kỹ năng rất là cao, mà đôi khi là có những bác cũng không thể can thiệp được. Can thiệp với một cái vang số thì các bác lại phải am hiểu về phần mềm, am hiểu về các giải tần, am hiểu về các thông số của giải tần và am hiểu về máy tính. Nhưng trên thị trường âm nhạc, những các bác, những anh em chơi, không phải ai cũng biết được điều đó, không phải ai cũng có thể can thiệp được bằng phần mềm, không phải ai cũng hiểu được các giải tần, những cái máy đo về cái kỹ thuật của vang số. Vì thế chúng ta sẽ đáp rất khó, và hầu như là các bác mua về, các bác nắp cho bộ dàn karaoke gia đình nhà mình nghe không hay, các bác lại nhờ những đơn vị A đến can thiệp. Đôi khi đơn vị A ở gần thì người ta có thể đến can thiệp được cho các bác, nhưng các bác ở xa, thật sự cái điều đó là không thể, thật sự là không thể luôn các bác nhé.
Ví dụ các bác gọi đơn vị A đến hỗ trợ, các bác ở xa quá, đôi khi những chi phí rất là tốn kém. Và để nói xử lý luôn lúc đó thì hầu như là không thể xử lý được, là lúc đó chúng ta đang cần. Đấy là cái nhược điểm của vang số. Mà chúng ta muốn sử dụng nó thì chúng ta phải thành thạo, chúng ta phải am hiểu rất là nhiều. Vâng, đó là những cái mà nhược điểm của vang số mang lại cho các bác. Những độ hay thì em không nói là em phủ nhận nhé, nó cũng rất là hay. Vâng, về cái dòng vang số, thực sự là bên CK Audio nhập lại cũng khá là nhiều của các bác đã gọi là dùng, cảm thấy nó thực sự là nó không phù hợp, chỉnh khó quá, mà bây giờ vứt đi thì nó cũng rất là phí, nó cũng là cái đồng tiền cả. Nhưng vì thế CK Audio đã mua lại cho các bác, và bên CK Audio đã hướng cho các bác sang một cái dòng vang cơ live số dễ chỉnh hơn, can thiệp dễ dàng hơn, và đặc biệt là những cái bộ cài đặt của nhà máy cài đặt sẵn nó đã cực hay rồi ạ. Vâng, thì trước mắt thưa quý vị và các bạn, đây đó là dòng vang cơ live số Zia KM5FX. Đặc biệt là cái dòng này được xử lý chip 48 bit đấy ạ, 48 bit DSP, và đặc biệt là cái dòng này là có 8 triệu mic setup sẵn của nhà máy, của nhà sản xuất, rất là hay ạ. Và cái dòng này thì cực kỳ là dễ chỉnh. Thì về tất cả những chức năng hay là những cái xử lý nhạc thì nó không kém gì dòng vang số, xử lý chip số, xử lý chip 48 bit, và đặc biệt là có 8 chế độ mic và tất cả những chế độ nghe nhạc hay là chỉnh nhạc, chỉnh mic về cơ bản đặc biệt nhất của nhà sản xuất đã là rất là hay. Còn chỉ thiếu một chút, đó là chúng ta cảm thấy thiếu ở cái giải nào của phần nhạc, bass, chung, chét, chúng ta can thiệp một chút xíu thôi. Vâng, và về phần mic cũng vậy ạ. Vâng, mic các bác cảm thấy hát nó tối tiếng, các bác tăng chét, hay là các bác cảm thấy nó thừa bass, các bác giảm bass. Đấy là những cái mà chỉnh bằng cơ. Đặc biệt là chip số, nhưng nhà sản xuất đã đưa ra những cái thao tác chỉnh cơ bằng những núm tinh chỉnh đấy ạ. Núm tinh chỉnh rất là dễ dàng. Đấy, vâng, về chỉnh nhạc thì chúng ta chỉ cần một cái tua vít dẹt thôi ạ. Chỉ cần một cái tua vít dẹt này là chúng ta có thể can thiệp được toàn bộ những cái giải về âm nhạc này, giải về mic này, giải về echo, gì vợt này, chúng ta can thiệp được rất dễ. Đấy, riêng dòng vang cơ này số Zia KM5FX hiện tại đang đứng đầu bảng về cái thị phần dòng vang cơ này số cho gọi là dùng đại trà. Đấy, dùng đại trà vì cái dòng này dùng rất hay. Và đặc biệt là rất nhiều bác đã mua và giới thiệu cho những nhà hàng xóm, những người anh em, đó là sự lan tỏa những cái tốt nhất, những cái đẹp nhất, những cái hay nhất và những cái dễ dùng nhất. Đấy, lan tỏa rất là nhiều, nhưng cũng như kiểu những cái dòng xe máy Honda thì cái sự lan tỏa nó rất là lớn, ai cũng biết. Và đơn giản về phần sửa chữa hay là can thiệp gì đó nó rất là nhiều, và thị trường bao giờ cũng có nhiều những cái nguồn linh kiện để sửa chữa. Và cái dòng vang cơ này số Zia KM5FX cũng vậy, thị trường rất dễ chỉnh và can thiệp cũng khá là đơn giản. Và tất cả chức năng thì là cũng giống trên vang số, gồm những cái đường tín hiệu vào, hai đường tín hiệu vào, và có đường sub riêng, sub out đấy ạ, có đường sub riêng bass out, và cũng có thể can thiệp được giải tần các sub. Đấy, rất là dễ. Đấy, và tăng volume sub phía đằng sau. Và đây là cái kết nối loa vệ tinh. Cái này thì hầu như là chúng ta không dùng mấy. Và về đường ra thì cũng là đường left right output bằng jack canon để chúng ta kết nối xuống đây, hoặc chúng ta có thể nâng cấp âm ly lên thành đẩy bằng những jack canon chuyển ra dây AV để chúng ta kết nối xuống âm ly. Đường mic thì cũng được sở hữu 5 đường mic. Đấy, cái dòng vang cơ lai số Zia KM5FX này cũng rất là hay. Và có cả chống hú đây ạ, đây là nút chống hú đây, feedback này. Đấy, chống hú phía đằng sau, đấy là phía đằng sau. Vâng, còn đây là cái phần chỉnh loa center. Đấy, trên vang cơ lai số này cũng có đầy đủ chức năng, đầy đủ những cái đầu kết nối in, out như một cái vang số thực thụ. Nói chung là nó đầy đủ hết ạ. Vâng, chỉnh nhạc thì cực kỳ là dễ dàng.
Và đặc biệt cái dòng này chắc chắn trên thị trường sẽ được dùng rất là rộng rãi, vì là nó xử lý dễ và đặc biệt là can thiệp nó rất là đơn giản. Chúng ta chỉ cần một cái đầu vít này đây, ví dụ là chúng ta thêm thắt từng chút xíu một đấy, rất là dễ dàng đấy. Toàn bộ bên phía bên trong được xử lý chiếc sứa các bác nhé. Nhưng để mà thao tác thì chúng ta lại thao tác bằng tay ở phía ngoài, sau đó là tín hiệu đi vào phía bên trong và được xử qua các cái chip app đấy ạ, và được xử lý bằng chip số. Thì chip số này được sở hữu là chip 48 bit DSP. Đây là cái mà thông dụng. Thật sự là nói chung là để chúng ta không phải đau đầu về cách chỉnh cái dòng vang số, vang cơ đem lại thì cực kỳ là tiện ích. Nói chung là tất cả nhà sản xuất khi sản xuất ra một cái sản phẩm thì người ta đã tính toán rất là nhiều. Vang số thì cũng rất là hay, và vang cơ lai số thì cũng cực kỳ là hay, nhưng chỉnh lại dễ. Vang số thì là chỉnh cực kỳ là phức tạp, không phải ai cũng có thể can thiệp được. Vâng, đó là cái video chia sẻ đến tất cả các bác mọi miền tổ quốc. Vì sao chúng ta phải chọn vang số? Vì sao chúng ta lại phải chọn vang cơ lai số? Vâng, về cái video chia sẻ thì em chia sẻ một chút gọi là hiểu biết của mình đến tất cả các bác mọi miền tổ quốc, làm sao có một sự lựa chọn nó phù hợp, dễ chỉnh cho cái một cái bản nhạc được hay, mà không phải đòi hỏi quá nhiều cái kỹ năng đấy. Nó là sự đơn giản hóa. Vâng, thì cái vang cơ ZKM5FX có 8 chế độ mic thì đáp ứng được toàn bộ những cái yêu cầu của thị trường, của tất cả các bác dù lớn tuổi hay là những anh em gọi là ít tuổi. Vâng, đấy là đáp ứng được đủ cái tiêu chuẩn yêu cầu. Vâng, về 8 chế độ mic thì đây nó sẽ hiển thị bằng số, chúng ta có thể can thiệp bằng núm tinh chỉnh đấy, từ 1 đến 8 đấy ạ. Vâng, 1 đến 8 thì chế độ 5 là chế độ có cả echo và reverb, thì nó hỗ trợ cho người hát rất tốt, hỗ trợ cho người hát yếu thì cho được cái bài hát nó được bay bổng hơn và cái giọng hát của mình nó được như ca sĩ hơn. Đấy, thì là chế độ 5 echo reverb thì là hát hay nhất, dễ dàng nhất, mà trên thị trường hiện nay chưa có cái dòng vang nào mà có thể vượt qua được cái chế độ 5 echo reverb của cái dòng vang cơ lai số ZE mã là KM5FX mà bên ZK được cung cấp. Vâng, thì các bác một lần nữa thì cảm ơn tất cả các bác mọi người tổ quốc đã theo dõi video. Vâng, thì các bác cũng có một cái suy nghĩ nên chọn cho mình cái dòng vang số hay là dòng vang cơ lai số để cho chúng ta cảm thấy ưng ý nhất và hay nhất cho bộ dàn karaoke ạ. Vâng, sau đây xin phép được dừng video.